chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Con xin mời lên sân khấu cô Giàu ạ. À. Dạ, alo. Quý bà con cô bác, khi mà mình đến giao lưu với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn thì mình đến vào thứ 3 và thứ 5. Có thể đến hội quán sớm một chút để thử giọng cũng như là tập với ban nhạc, và sau đó là buổi tối thì chúng ta sẽ tham gia giao lưu luôn ạ. Dạ, con chào cô. Và xin chào quý vị khán giả và quý cô bác. Ôi, từ hôm nay là mình chờ có lâu không cô? Cô chờ hồi đầu mùa tới giờ lâu lắm. À, từ chiều đúng không? Từ chiều tới giờ đó. Hồi chiều, dạ. À, từ chiều tới giờ. Cô Giàu là đến từ đâu ạ? À? Đến từ An Giang á em. Từ An Giang là hôm nay là mình đi thẳng từ An Giang lên đây luôn ạ? À? Không, đi lên mấy hôm trước rồi cáp xong rồi cái cô về lên nhà con, cô ở nhà trọ. Dạ. Nhà từ Gò Mây á. Dạ, rồi sau đó là bữa nay mình chờ để mình giao lưu với bà con cô bác, sau đó là mình về quê hay là lại ở dạ, lại nhà về, con. Về trên con chứ giờ này về không kịp đó. Dạ, cảm ơn cô. Rất là yêu thương chương trình, đã từ rất xa, từ An Giang cô đến với chương trình. Dạ, và hôm nay thì cô sẽ giao lưu với bà con cô bác. Cô sẽ giao lưu bài ca Như Loài Hoa Ấy. Dạ, xin mời các cô bác cần thưởng thức. Dạ. Quý bà con cô bác cho cô tràng vỗ tay thiệt lớn ạ. À. Rồi, được rồi. Ngã ba sông chia ba dòng nước, bóng lục bình ba ngỡ cho dòng trôi. Hành trang mang theo là loài hoa lục bình cũng muốn chọn cho mình một phương nhớ chỉ ngại điều trong đục rối mai bán chợ Gò Qua sự lục bình nay đó mai đây như đời nghệ sĩ sáng ngọn tối dầm vừa nở vừa trôi về thăm quê anh bên dòng sông nhìn lục bình trôi trước ngã sông chiều đã cảm làm chi tâm sự chi kiều nhìn lục bình trôi chờ thấy lòng xe lại nghĩ vẫn mình cũng ra khóc mưa thương gian thầm ước mơ một bên đời trôn gian đã quay anh rồi nữa sợ nữa lo biết mẹ cha anh có thương nhau đào hát lúc bên ngoài sóng ngập ngừng ôm lối lẻ em đến quay anh nghe trong giả lo nhiều đem
của cô rất là nhiều. Dạ, và chúc cô thật nhiều sức khỏe. Dạ, hẹn gặp lại cô trong những lần tiếp theo nha. Dạ, dạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với tiếng hát của anh Kiệt. Dạ, xin mời anh. Dạ, anh hãy gửi lời chào đến quý bà con cô bác nha. Dạ, đầu tiên xin chào anh Kiệt, chào bà con cô bác. Dạ, dạ, anh Kiệt là có đi hát thường xuyên không hay là lần đầu tiên mình đến đây? Lần đầu tiên tới đây nè. Dạ, anh có xem qua những chương trình của Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn chưa? Dạ có. Dạ, và anh đến từ đâu ạ? Từ Bò Sữa Long Thành. À, Bò Sữa Long Thành, là hiện tại mình đang làm việc ở Long Thành luôn ha anh? Dạ. Dạ, và bây giờ anh sẽ gửi đến quý bà con cô bác ca khúc gì nè? Dạ, xin kể gửi cho bà con cô bác hai ca dòng cổ Mùa Hoa Đào của 1 và 2. Dạ, xin mời anh. Dạ, dắt ngắn đi. Dạ, quý bà con cô bác vỗ tay cho không khí nó sôi động được không ạ? Dạ, mình đi được 2/3 chương trình rồi. Dạ, em mời anh. Dạ, chỉ kép đi. Sáng sớm nay tôi ra thăm Hà Nội, những chiếc lá xa cành về cõi người ơi, hồ hương đây gương mặt vẫn vàng ngời, nhặt cánh đào xanh bồi hồi trong vàng. Phiêu bạc phương trời nay về dưới sân thủ đô, đấng trời ngời thêm sáng thăm, gió sương mơ màng đầy đưa mấy cành đào tơ, nắng sương là đà gung trên bờ vai mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Em ơi anh không phải là kẻ tình si, cũng không phải lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hành ngộ giới qua đào. Chỉ hương sắc không tươi và hương vị ngọt ngào, không kêu xa không mượt mà quyến rũ, sao tôi nghe lòng mình nấp ô bấy lâu nay, vượt đường dài nào gãy gió sương, nay trở về đây giữa lòng Hà Nội. Trời đất giàu sân đào ơi đừng nở dội, để tôi được bồi hồi nhìn đại hoa hé nở. Bên em giữa hồ gương lòng gió, em có nghe chăng trời đất
chắc cũng đa tình. Như thầm thương chuyện của đôi mình, anh trai miền Nam quay lòng cô gái Bắc, bởi giọng nói ngọt ngào e ấp cánh đào tơ. Tôi mơ màng dệt mộng giàu thơ, kẻ Bắc người Nam đâu ngờ hạnh ngộ. Hà Nội tôi yêu nắng liều từng con phố, gom góp vào lòng kỷ niệm mới vừa quen. Dạ cảm ơn tiếng hát của anh rất là nhiều. Dạ chúc anh thật nhiều sức khỏe hen. Anh đứng một chỗ anh hát luôn, không nhúc nhích luôn cả nhà. Lần đầu tiên đến với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, thật sự là bà con cô bác mình cứ mạnh dạn tự tin đến. Lần đầu xong thì sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba. Dạ. Và tiếp theo em xin mời anh ạ. Dạ. Dạ. Tuấn An xin trọng kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ, anh Tuấn An là mình đến từ đâu ạ? Anh từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh là lần đầu tiên mình giao lưu hay là lần thứ mấy rồi? Lần đầu tiên em. Dạ, bữa nay thì anh sẽ gửi đến bà con cô bác ca khúc gì ạ? Hôm nay anh sẽ gửi đến cô chú anh chị và các bạn một ca khúc, một sáng tác của Tú Nhi, bài hát tựa đề Đoạn Buồn Cho Tôi. Quý bà con cô bác cho anh một tràng vỗ tay thiệt lớn ạ. Từ một ngày, từ ngày mới yêu nhau, mình hằng mơ không gian giữa tình đâu. Tình còn đây mà người tình đã quên mau, người đành lòng không xót đâu, lạnh lùng bỏ đi không nói. Con đường nào từng diêu bước nhau đi, người đã quên, ôi quên tuyệt đường về. Sầu gọi sầu dã rời lệ ướt hoen mi, đoạn buồn người ơi có nghe khi mưa mưa lạnh về. Nhớ hôm nào ta mới giận buồn, đưa nhau về đường phố mưa trơn. Ôi bây giờ xa cách nhìn chung, người đời thường hay gian dối, tôi xin chấp nhận tôi buồn. Còn một mình bước đơn côi, và từ đây tôi xin lại người đưa. Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi, cho nhịp đàn ca thế tôi, cho nhân gian muôn tìm. Hôm nào ta mới giận buồn,
thật xa cách nhìn chung. Người đời thường hay gian dối, tôi xin chấp nhận tôi buồn. Còn một mình bước đơn côi. Và từ đây tôi xin lại người đời. Đừng hẹn và đừng gặp gỡ trong tôi. Cho nhịp đàn ca thế thôi, cho nhân gian luôn tìm vui. Đừng hẹn và đừng gặp gỡ trong tôi. Cho nhịp đàn ca thế thôi, cho nhân gian luôn tìm. Dạ, quý bà con cô bác vỗ tay cho anh An nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với tiếng hát của chị Trúc. Dạ, ôi chị đây rồi, một tà áo dài rất là đẹp. À, chị Túc, Trúc hãy gửi lời chào đến quý bà con cô bác nha. Dạ, lời nói đầu tiên Thanh Trúc xin kính chào toàn thể quý quan khách cũng như anh chị em cô chú đang có mặt tại hội quán ngôi sao Miệt Vườn. Thanh Trúc xin gửi đến lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Dạ rồi, em rất là muốn biết là không biết là chị Trúc sẽ gửi đến quý bà con cô bác ca khúc gì đây. Nói tạm biết em. Thanh Trúc xin gửi đến ba câu giọng cổ trong bài hát được mang tên Mình Ơi. Dạ, xin mời chị. Còn chi đâu khi người ra đi không
bên dòng sông trơ trọi bóng Xin cảm ơn tiếng hát của chị rất nhiều. Dạ, một giọng hát rất ngọt ngào. Và cảm ơn chị đã đến với Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, Sơn, xin cảm ơn hai MC rất dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Chúc nhiều chị thật nhiều sức khỏe. Và hy vọng rằng những tuần kế tiếp thì chị vẫn đến để giao lưu với Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, quý bà con cô bác thân mến, đến bây giờ thì thời lượng của chương trình giao lưu tại Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn cũng đã khép lại. Xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã theo dõi qua livestream cũng như là theo dõi tại Hội Quán rất nhiều. Chúc quý bà con cô bác một đêm ngủ thật ngon. Dạ, và Thẩm Tuấn xin được nhắc lại về những nghệ sĩ tham gia trong đêm nhạc tối thứ bảy tuần này: ca sĩ Chu Bin, nghệ sĩ Nguyễn Hồng Hạnh, nghệ sĩ ưu tú Lương Hồng Huệ, nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, ca sĩ Chế Thanh và nghệ sĩ Linh Tâm. Rất mong sẽ nhận được sự đón nhận của quý bà con cô bác và hãy liên hệ hotline để đặt chỗ ngồi ngay nha. Và quý bà con cô bác mình nhớ lịch casting của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3, đó chính là thứ 5 và thứ 6 tuần này, còn 2 ngày cuối. Quý bà con cô bác mình yêu thích âm nhạc thì hãy đến ngay để casting Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 tại số 113 Nguyễn Hữu Trí, quận Bình Chánh, huyện Bình Chánh ạ. Dạ. Còn bây giờ thì Thành Tuấn và Dung Văn Dung Vẻ xin kính chào và hẹn gặp lại.
Dạ. Bạn ơi, cảm ơn bạn quý bà con. Trời ơi.